rồi chúng ta thắng vòng 2 nên được quyền chọn một rương. Nãy giờ về chọn rương số 2 rồi đó. Thôi thôi cho Lady Fred người phụ nữ. Vậy không chút đừng đổ thừa em nha. Không, số 3 vui mà. Em chọn số 3. Rồi. Còn lại là số 1, lát nữa đội đã chiến thắng thì sẽ nhận. Bây giờ là những món ăn của vòng 3. Đó, sướng mù. Sướng mù. Bữa nào mình ghé đây ăn chưa? Ở hai vòng trước, mọi người thưởng thức cá và thịt heo rồi. Thì đến vòng này, chúng ta sẽ chuyển qua thịt trâu và thịt ngựa. Trâu gác bếp. Thịt trâu có vị thơm ngon và rất dễ chế biến, được coi là món ngon ở vùng núi Tây Bắc. Mở hàng với món trâu nướng tảng nha. Đối với món này, nguyên liệu ướp là điều rất quan trọng. Người ta thường dùng chẩm chéo ướp với các loại gia vị, cùng một ít dầu ăn và nước mắm. Anh đầu bếp sẽ cắt cà rô miếng thịt, hoa đều gia vị lên, để 15 phút cho thịt ngấm rồi mới nướng. Nhờ có miếng tỏi tạo điểm nhấn, nên nhìn miếng thịt trông nổi bật hơn. Khi nướng nên trở mặt thịt, à hình như chưa chín. Miếng thịt vừa rửng mỡ, thì rắc hạt mắc kén lên và nướng tiếp. Như thế hạt sẽ cháy thơm hơn. Phải cắt lát ra thưởng thức thì mới đúng bài. Miếng thịt bên ngoài vàng thơm, bên trong chín mềm. Ăn vào một miếng là ngất ngây con gà Tây luôn. Nói đến món trâu Tây Bắc mà không có trâu gác bếp thì cần phải bắt ngay ra pháp trường. Tại sao? Bởi vì thiếu sót món đó là một tội ác. Ở Tây Bắc khi làm món này, người ta thường để nguyên tảng thịt to. Nhưng vì quay hình nên chúng tôi để hai miếng thịt nhỏ cho đẹp. Ngoài những nguyên liệu cơ bản thì thịt còn được ướp với rượu táo mèo. Trâu gác bếp nghĩa là đem gác lên bếp. Thịt trâu sẽ được treo phía trên bếp than củi ở Tây Bắc. Khi nấu nướng, khói than sẽ bốc lên và nướng miếng thịt. Quá trình này kéo dài ít nhất 10 ngày thì miếng thịt mới có thể chín. Và đây là thành phẩm đập dập cho thịt mềm dễ xé. Với người dân Tây Bắc, đây là món ăn chơi. Khi vào bất cứ quán ăn nào, người ta sẽ đem trâu gác bếp ra cho khách nhâm nhi trong lúc đợi món. Ăn chung với tương ớt Colorman cũng khá là ngon miệng đấy. Những miếng thịt chỉ được nướng bằng khói than và cần rất nhiều thời gian mới có thể thành phẩm. Ăn vào thì ngọt thơm đến từng sợi thịt. Vậy bảo sao trâu gác bếp không trở thành món đinh được chứ? Ngoài những nguyên liệu gia vị nổi tiếng thì lá lồm thuộc họ lá giang cũng là loại lá đặc trưng của người dân Tây Bắc. Đuôi trâu nấu lá lồm, ai đã từng ăn rồi thì khó mà quên. Anh đầu bếp cười bẽn lẽn rồi đặt lá lồm, đập dập tỏi rồi ướp thịt, thêm nước mắm Colorman để thịt đậm đà vị hơn. Cho dầu ăn vào chảo chống dính, phi thơm hạt mắc kén và tỏi. Nếu nấu đúng chuẩn thì lá lồm sẽ được vò kỹ trước khi cho vào. Như vậy, chất thơm chua của lá mới dễ thấm vào phần nước canh. Với những ai thích ăn canh lá giang thì món này chắc chắn đúng bài rồi. Đuôi trâu, khi hầm thịt sẽ mềm giòn, lá lồm chua chua, thanh thanh, múc một muỗng lên. Chỉ cần nếm những giọt canh đang nhỏ giọt bên dưới thôi là cũng đủ chết rồi. Món đội sổ đại tiệc Tây Bắc hôm nay cũng không phải dạng vừa. Đó là món thắng cố. Hiểu đơn giản thì nó chính là thịt ngựa. Cũng như trâu gác bếp, khi nói về ẩm thực Tây Bắc thì thắng cố chắc chắn sẽ thuộc dạng on top. Anh ấy lại cười và thái thịt ngựa. Anh ấy lại cười để thái thịt ngựa. Ý, cây sả này hơi nhỏ, đổi cây khác. Một loại gia vị đặc biệt không thể thiếu khi nấu món này chính là lá thắng cố. Loại cây này chủ yếu mọc ở thị trấn Bắc Hà, là cái chợ lớn nhất ở đó. Chợ Lào Cai á. Thịt ngựa nấu lâu không hề bị dai, mà càng hầm lâu thì càng giòn, ngon. Món thắng cố không phải chỉ có mỗi thịt ngựa, mà nó chứa tất cả những thứ thuộc về con ngựa. Để tiện quay hình, chúng tôi chỉ quay phần chế biến thịt ngựa, nhưng trong thành phẩm sẽ có đầy đủ nguyên liệu như thế này đây. Lá chanh sẽ tăng thêm vị thơm cho món ăn. Thịt ngựa là thịt của con ngựa, không phải dễ tìm kiếm. Đã vậy, còn được nấu chung với nhiều nguyên liệu chứa những vị thuốc tốt cho sức khỏe. Vậy hà cớ gì chúng ta lại e ngại hay sợ món ăn này? Thưởng thức một lần ở thiên đường ẩm thực đi, rồi vẫn e sợ, nhưng mà sợ không có để mà ăn lần nữa đấy.
Đó, những món bàn tiệc số 3. Em gác bếp, em thích phải lắm. Lại phải thắng. Chơi em con. Em sợ quá à. Em sợ, sợ em lại làm gánh nặng cho anh nữa. Không mấy em đi ra đâu rồi. Chị em ăn thôi. Giờ còn sợ gì nữa. Từ đầu rồi kìa. Gánh nãy giờ rồi. Lỡ lỡ gánh rồi. Người ta nói là không sợ gì? Đồng đội. Không sợ đối thủ mạnh. Chỉ sợ đồng đội. Tứ chi phát triển. Chỉ sợ đồng đội tứ chi phát triển. Chỉ sợ điều đó thôi. Em lại tự chửi em nữa đó. Thật ra là mình nhận ra được những cái khuyến khiếp. Khuyến khuyến của mình. Sợ là cái gì nó lại thôi. Những cái thế yếu của mình. Đúng không? Nên là bây giờ anh thế ơi, yếu là gì? Thế mạnh hay là thế yếu anh? Khiếm khuyết của mình. Nên là anh ơi, có gì anh đừng giận em nha anh Khương. Rồi, đoạn thôi. Mời trò chơi nào. Thưa quý vị thân mến, trò chơi chọi cầu là một trò chơi của tuổi thơ của chúng ta. Ai cũng đã từng chơi rồi. Có ai chưa biết luật chơi? Sẽ nhắc lại ngay bây giờ. Chúng ta có hai đội. Đội bên đây chọi qua bên kia. Trúng thành viên nào thì người đó bị bắt qua bên đây. Còn nếu người ta chọi mình mà mình chụp được thì cái người chọi bị bắt qua bên đây. Còn khi mà đồng đội mình bị bắt, mình có cách để cứu là mình chọi cầu mà người ta chụp được thì người ta chạy về. Đơn giản vậy thôi. Để chơi ngay. Nhưng mà em không chụp được. Trong trường hợp không chụp được thì mình phải bắt được, mình phải chọi hết cái thành viên bên kia, mình bắt hết thì coi như là mình tự cứu được đội mình về. Đơn giản vậy thôi đó. Dạ. Né làm sao vậy? Đừng để ta chọi chúng nha. Dạ. Rồi, quay tôi xì. Mỗi bên mình được bao nhiêu trái cầu? Thì cứ chọn qua chọn lại thôi. Chơi lựa. Rồi thôi, chơi hết tụi mình đó. Thành kìa. Mỏ cài cái mơn nè. Mỏ cài cái mơn kìa. Mỏ cài cái mơn, mỏ cài cái mơn, mỏ cài cái mơn. Thấy không, nội tù xì không ăn đó, thấy không? Thắng quyết định. Rồi, em hồi nãy em quả tù xì thắng rồi nha Thành nha. 3, 2, 1 bắt đầu. 3, 2, 1 bắt đầu. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Bị bắt. Qua đi. Tụi bên chọi gì vậy? Anh chọi gì vậy? Khoan, tụi bên phải đứng trên thảm cỏ. Anh chọi gì vậy? Đúng không? Anh chọi gì? Chết rồi. Cái mức đây mình sao mình... Không chọn. Ủa, mình phải bắt nó đây này. Đừng chọn sao không? Nè, anh chọn vậy. Nó chọn chúng mình á. Trời ơi. Hư độ chương trình rồi. Đánh chọi chứ. Ê, không trúng em luôn, tại em lượm thôi. Trúng rồi. Có cãi này không? Không có cảm nhận được, không, không ăn gian mà em không có cảm nhận được luôn á. Không, em không có cảm nhận được. Thở hình lại đây, ăn gian quá. Được không, không ăn gian mà em không có cảm nhận được luôn á. Ông chọi em nè, hay. Ê, tụi mình đừng có tụm vô. Anh chụp được đó nha. Giỏi vậy. Tỉnh táo lên. Đây là chơi phải tỉnh táo lên. Chọi đón đầu á. Trời ơi, chọi giống như là ở trong á, ở trong. Bắt hết đi, vừa vừa là sao. Vừa vừa là sao được. Trời ơi. Bạn gái mày chọi vậy đó. Trời ơi, nói mê ta mày vậy đó. Cái gì, cái nào là hả gì? Nãy thả thức lại. Giận luôn. Kêu anh nghỉ kìa. Giận luôn. Trời mặt người ta. Giận chứ. Cái gì, em là internet, mắt em là mất mạng. Đúng rồi, mày mất mạng rồi con ơi. Chết mày rồi.
bị bắt về đâu, về bên kia với người ta luôn đi. Đây. Phải rồi. Thôi, thưởng Tuấn rồi. Nói vậy là chú không ổn rồi. Chết thật rồi. Vậy là chú không ổn rồi. Thôi quên nè. Phải dính, không dính. Quay 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 mẹ. Từ từ đi. Lẹ lên. Thôi không bắt không? Rồi, không bắt. Tới bên đây. Tới lượt bên đây. Là bên đây hả? Tao bắt người được á. Cứu gà. Cứu bộ đi kìa. Rồi, bắt thằng đó luôn, bắt nó luôn. Thì mới né thôi, mà người ta chọi đây mới né qua đây. Em không đúng là Ngân có một cái cầu, em tưởng chỉ có một cái cầu đang lụm lại thôi. Nè, bắt trúng cầu phải gượt người ta để giờ để ấy nha. Là sao bắt trúng cầu? Bắt được á, phải xuống đó. Rồi thành vũ. Bắt. Rồi tôi vừa bắt được hai người. Thôi còn mình. Bây giờ em phải tranh thủ, em mà bị bắt là coi như là đội em thua đó. Dạ. Rồi. Không có giữ được hai người, không có nào giữ được hai đầu á. Anh làm gì em? Bắt đó. Rồi, em về đi. Giữ anh Thuận này á. Anh giữ anh Thuận đi. Anh Thuận gì hả? Đây em á, giữ anh Thuận đi, cho bắt cầu. Trộm. Trời ơi. Làm trời Vi nữa. Rồi, bị bắt. Ai giữ vậy ta? Giữ đi. Giữ ta, giữ anh Thuận không? Trời. Anh né thuận vô. Thua. Con né đi con. Rồi. Trời ơi. 1-0 thì mình đợi thương chưa? Không còn người nào bên đội mình, tất cả bị bắt hết. Trời ơi, anh Khương anh hay dễ sợ luôn á. Hay không? Quá xuất sắc luôn anh Khương ơi. Bắt ông Khương trước nè. Được á. Phải bắt được vừa. Phải bắt được vừa. Em chụp được á. Trời ơi, Vi ơi là Vi. Trời quá trời vậy. Sao dễ bắt quá vậy? Cho cứu thoải mái, mình đừng để bị bắt là được. Đúng rồi. Rồi, Ngân ơi. Em chọi đúng không? Giữ Ngân đi. Bắt Khương vừa. Có bắt được dừa quá ta. Có bắt được dừa quá. Đừng để bị bắt. Chụp cứu thoải mái. Chụp thoải mái. Tách ra. Em phải chụp chắc nha. Dạ. Trời ơi. Đó. Em chụp được rồi mà. Rớt rồi. Bé Khương đi. Bắt được dừa. Về. Trời ơi, đừng có ham về quá. Ông trời nhìn cũng vậy à. Trời, con bé này cầm cầu trời gì kỳ vậy. Sẵn ra đứng chùm chết bây giờ. Núp sau Vi, đúng rồi. Hay quá anh ơi. Chúng mình. Chúng mình. Rồi, bắt Khương vừa. Trời đi, bắt Khương vừa. Không, em chiếc dây luôn nè. Một mình Khương vừa không có né. Anh chọi mạnh lắm á về. Nó chọi anh á. Nó chọi anh đó. Rồi, Khương vừa đã bị bắt. Nè, bây giờ giờ nghe dặn nè. Bây giờ mà con có chọi trúng thằng nào cũng không vấn đề, con phải cứu được Khương Dừa về. Cũng chết. Dạ. Con chọi trúng mấy anh là con thua luôn, con phải cứu được Khương Dừa. Dạ rồi. Em phải nhá nha. Cầu cứu đi anh. Nhá đó. Nhá đó. Cầu cứu đi anh. Anh đợi chưa? Rồi. Nhá bên, Thành bên mình thắng hả? Dạ. Nhá anh Thành á. Nhá anh Thành hả? Từ nha, từ. Từ. Con nhá giờ mai nhung nhít hết trơn vậy? Dạ.
Hay rồi. Khỏi xào quá. Rồi, hãy nghe đây anh Lập cho tôi à. Trốn đi. Trốn đâu? Trốn đâu? Đi đi đâu? Trốn đâu? Trốn đâu? Anh chọn ngay đây nè. Anh muốn ném đi, ném lại đi. Đây, 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 yeah. Em hết sống được anh rồi, yeah. Chạy đi, chạy đi. Chạy đâu? Anh giết là chết. Máy không rồi. Một đều, một đều. Một đều, một đều, một đều. Anh giết là chết. Rồi. Ủa chơi gì bị bắt hoài vậy? Hả? Thích bị bắt. Em thích làm tù binh của anh. Rồi, bên trên trước. Trời ơi. Bắt hương dừa thôi, đừng bắt hương kia. Cái gì? Trời ơi. Đây, đây, đây. Đây, 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 bắt. Em đây nè, em nè, em nè. Em đi nè. Trời ơi. Giết! Tránh đi anh né nha. Bắt Vi kìa, bắt Vi kìa. Bắt Hương Dừa trước đi. Đây là bắt Vi hả? Đó. Rồi, rồi xong. Giết anh Hương Dừa đi. Hương Dừa qua đây. Sực. Qua đây. Hãy bỏng lên. Gì vậy? Dạ Vi. Ủa em né mất rồi. Đợi. Thở rồi, thở. Em mệt rồi, giết hết rồi, giết hết rồi, giết hết, giết hết. Giết hết. Giết Vi luôn. Trời ơi, em thiệt. Rồi. Trời má ơi, hãy bỏng lên mắt được à? Hãy bỏng lên, bỏng lên, bỏng lên, bỏng lên. Quá rồi, bỏng lên. Máu bị cao quá. Ừ, anh trời. Tôi vừa đâu phải cao 3 mét đâu. Hả? Anh tè. Tôi em thấy nhẹ lên mắt được rồi. Trời ơi, là vui rồi. Mà sao chọn nhỏ hoài vậy? Thành không ưa nhỏ hay gì vậy? Tưởng tôi vừa ghé, cứ hướng vừa đi. Còn cứu anh, còn cứu anh. Bé là chậm quá. Chết. Rồi chết. Chết Thành ơi. Để cho cứu một người đi hả? Cứu ơi, cứu anh Thuận đi, cứu Thuận lại người. Cứu em một phải người về cái đi. Sống nghe hả? Đừng có để cho trò chung. Tới lượt mình, tới lượt mình. Trời ơi. Đã cứu á. Hay rồi. Yes. Giết, anh Thuận, giết đi. Giết, 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 giết. Em nghĩ là em sẽ chạy ở đâu. Rồi, tấn công nào. Nè, nè. Một thắng xin chúc mừng. Ôi ủa Vi nãy giờ có chơi không cưng? Có đâu, có làm tù binh. Ủa vòng nữa đúng không anh? Sung sướng rồi. Thua rồi, tôi là vòng gì nữa hả? Thôi vòng cuối cùng chúng ta ăn đó, mời. Ôi. Thưa quý vị, trong cái trò chơi vừa rồi có một sự không hài lòng ở đội kế bên vì người ta quá mệt mỏi, bên đội mình quá mạnh mẽ, chơi gì mà chơi mà chung mãn dữ gì. Chơi mà chơi chủ yếu là vui thôi, chọi vô cái má nhỏ làm má phải bị có một sự giận dỗi con hồng con hình cái cầu kìa mà chỉ mới là hả gọi là crush thôi đó. Nội em không minh được luôn á Thành à. Thôi bây giờ cứ coi anh là trâu là bò đi, phần này anh nhường lại cho em á, cứ nhai hết đi. Trời nửa chai nữa chửi người ta trâu bò nữa. Thính ta trâu là thính mà, ta con người mà, cái ta cần phải là ăn. Ờ đi. Cái người ta cần là cái sự nhẹ nhàng của người đàn ông, tử tế với họ. Chán thiệt, không bao giờ chịu được. Nhưng mà trước khi chúng ta ăn á, là chúng ta bình thường ăn là nó khác. Bây giờ phải ăn khác. Là có một người tới đây giới thiệu rồi bắt đầu hướng dẫn mình ăn. À, xin mời ạ. Chào anh. Chào cả nhà, chào rồi. Anh Trường Giang và các chị nghệ sĩ ạ. Bây giờ mình có thể... Được ngồi hả? Ngồi đấy. Mình giới thiệu chi tiết tí nè. Mình là ai, đến từ đâu nào? Giới thiệu với cả nhà và cùng quý vị khán giả, tên đầy đủ là Bùi Đắc Lượng, đến từ Hòa Bình, cửa ngõ của Tây Bắc. Mình là người dân tộc Mường. Vào Sài Gòn thì cũng mang cái tình yêu của các món ăn vào đây, mang trọn vẹn những gì mà mình được ăn từ bé vào Sài Gòn để các bạn có thể đỡ phải đi Sapa, đi Điện Biên, Sơn La mà vẫn được ăn món Tây Bắc. Hiện tại thì mình có hai chi nhánh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Một cái thì ở Trần Thái Tông, còn một cái ở 86A Hồ Văn Long. Chắc là nói một chút về món ăn của vòng thứ 3. Vâng. Thắng cố dịch theo tiếng người Hơ Mông thì gọi là thịt ngựa. Đơn giản nó chỉ vậy thôi. Tức là thịt toàn bộ một con ngựa ra và nấu trong một cái chảo lớn. Thường thì chợ tình sẽ được diễn ra vào mùa đông lạnh. Thường là mùng 2 tháng 9 xong rồi tháng 10, tháng 11 cũng có. Thì lạnh thì khi mà người ta đi từ núi xuống, thế là mệt mỏi này, lạnh này, rét này, thế là làm một bát tô thắng cố ở giữa chợ. Nóng, xong uống với một chén bát rượu nữa.
Nam thì sẽ ra múa khen, còn nữ thì ra quay ném pao để chọn người tình. Nói chung là... Chứ không ném cầu chọn người tình đúng không? Pao, quả pao. À, thì đó. Yeah. Ở đây ném cầu. Ném cầu là chọn tình địch. Đấy, 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 đấy. Sát. Rồi, thì... đấy là món thắng cố ngựa. Vâng. Nó ăn dưới dạng súp cũng được mà dưới dạng lẩu cũng được. Vâng. Thì lượng để ở nhà hàng để ăn dạng lẩu. Vâng. Có một điều nữa là mọi người thường hiểu lầm là cái món này khó ăn. Đúng rồi. Tôi không có hiểu đâu. Tôi hiểu lầm. Điều chính xác ạ. Thường mọi người cứ nghĩ là nó nấu bằng lòng già rồi ba cái bộ phận mà không làm sạch. Bây giờ nó tiên tiến lắm rồi. Chủ yếu món này phân bố ở ba tỉnh chính có người H'mông nhiều nhất. Đó là Sơn La là 1, Lào Cai là 2 và Hà Giang là 3. Thì thường là món thắng cố ở Hà Giang sẽ có mùi đậm đặc hơn một chút. Đúng rồi. Còn đây là thắng cố của Bắc Hà Lào Cai, theo phong cách của Lào Cai thì rất là thơm. Thắng cố này mình phải chấm với một loại tương ớt rất là đặc biệt, đó là tương ớt Mường Khương. Mường Khương. Ở Mường Khương thì mọi người gần như là có một nửa diện tích người ta chuyển sang trồng này, bởi vì kinh tế đang rất là tốt, nó rất là nổi tiếng. Thường là ai đi Lào Cai cũng muốn tìm mua tương ớt Mường Khương, thắng cố và tìm ăn chân nấm. Chừng năm. Ok, trong cái combo này còn 2-3 món nữa. Đó là món trâu gác bếp, mọi người cũng nghe rất là nhiều. Thì Lượng mang tất cả nguyên liệu và lấy thịt trâu tươi làm tại chỗ luôn, không có nhập. Rồi trâu nướng tả bằng các gia vị Tây Bắc, đặc biệt là món đuôi trâu nấu lá lổm, có vị chua chua ngọt ngọt. Mời mọi người cùng thưởng thức ạ. Mọi người ăn thử trâu gác bếp trước. Cái này phải vắt nào. Ăn như ăn bò khô á. Đang wow. Đấy. Khoan, hãy bỏ miếng chanh nhanh. Wow. Miếng chanh phải bỏ nhỏ. Chấm vào đây, chấm vào đây, chấm vào đây, chấm vào đây. Rồi, húp cái, húp cái, húp. Xong mọi người có cái thú vui tao nhá đấy nhỉ. Cái này thịt trâu ngon nhỉ. Trâu gác bếp. Ngon đấy. Cái này mà mùa đông không lạnh mà nhâm nhi một tí thì ôi giời. Nói để bên thua cũng yên tâm. Lát nữa Lượng sẽ có phần quà là thịt trâu gác bếp tặng riêng cho 7 người. Món này trước chứ nhỉ? Dạ được. Cuốn với lá. Ăn không được, chấm với cả chấm chéo. Là những món này là ở nhà hàng anh có hết đúng không anh? Đây chỉ là một góc nhỏ. Lượng có tất cả là 56 món chính. Dạ không sao, ý là tụi em không ăn thì tụi em qua nhà hàng anh, tụi em dạ, ăn đó. Ý là vậy đó. Hồi nãy anh giới thiệu anh có hai cái nhà hàng đó. Dạ. Sao anh ăn, anh Khương nó cay lắm mà. Cay vậy? Không, hình như cái đó là ngâm chua rồi, đúng không anh? Đây là trái ớt rừng ngâm với nước suối không thôi. Và mấy hạt muối nó bị gần như là nó nhạt đi, nó không cay nhiều đâu. Đây là đuôi trâu nấu lá lổm. Mỗi người dùng thử. Lấy cái muỗng này đi. Mình đừng dùng từ mỗi người nha. Đội thắng. Ba số thắng. Để người ta hiểu lầm á. Thật ra là Lượng xem đủ cả 5 vòng. À 5 mùa. Bởi vì là mình cũng đam mê ăn uống. Cũng muốn vừa học hỏi mà được nghe anh Trường Giang nói chuyện nữa. Này người ta hầm mềm rồi nha. Dạ. Để vô là tan chảy. Tan chăn miệng luôn. Nè. Thử đi, cầu, thử cầu đi. Mới, cầu mới, cầu mới. Cầu mới nữa. Thịt trâu này cũng như nụ hôn của em. Thịt trâu này cũng như nụ hôn của em. Để vào là tan chảy. Để vào là tan chảy. Ồ đây là văn, đây là thính hả? Thính đấy. À. Bây giờ mình tạ lỗi bằng cái chén trâu rồi đúng không anh? À, nó thính hay lắm, nó thính xong nó tán cái cò cái cầu vô mặt à. Giống như nam thì muốn hèn, thì nữ mà kia là gì? À, quăng pao. Quăng pao, cậu này là quăng cầu. Thật ra thì đàn ông dân tộc phải mạnh mẽ. Hôm nay phong cách Tây Bắc bạn mạnh mẽ một chút cũng được. Bởi vì ở trên chỗ mình không hỏi ý kiến phụ nữ đâu. Vậy hả? Thích là em vác về quá nó mới vô đây nè anh. Thích là vác về à? Thích là vác về à? Ở đây mà không hỏi là thích là chén bay đấy. Bát bay đấy, đùa. Có phải là vác về trước xong rồi mới đi lại hỏi không? Trên đó là bắt vợ. Bắt về, đó là người H'mông thôi. Nhưng mà người ta không chịu thì sao? Không được luôn á. Bắt về luôn. Cứ bắt về đến nhà, xong hỏi ý kiến gia đình nhà gái sau. À, bắt về. Ngày xưa bắt bằng ngựa, bây giờ bắt bằng xe. Xe máy, đúng rồi, em thấy xe máy đúng rồi. Dạ, xe máy lên, quăng lên là bê về. Bây giờ bắt nhỏ đi dùm được cái được không? Anh ơi, em không là chỉ được cho vợ chồng ma phủ đâu. Nhưng mà chỉ được bắt người trong vùng thôi đúng không anh? Cứ miễn là người cùng dân tộc. Người cùng dân tộc. Bản khác, làng khác cũng được. Miễn là cùng dân tộc Mông. Giống hồi xưa đi học có cái bài gì đó, vợ chồng ai phủ đó, đúng không? Mỹ á, Mỹ bị bắt về đó. Đúng là cái thịt mà gì đuôi trâu. Đuôi trâu á, nó mềm, được hầm nó mềm đã sao.
Nó mềm như là cái đôi môi của em vậy đó hả? Mềm như đôi môi của anh vậy. Tại giờ nãy tán cái cầu vô cái môi mềm mà. Thịt trâu càng đun càng mềm, thịt bò càng đun càng dai, còn thịt ngựa càng đun càng giòn. Đây là ba đặc điểm khác nhau. Ê, nhanh cái đuôi này đi, còn ăn thắng cố. Ăn cái đuôi thịt ngựa quá nên là làm thêm chén nữa nè. Thắng cố này hơi hơi nhiều nước ha anh? Đâu có hả? Không ạ. Nó là vậy chứ. Mình làm dạng lẩu thì nhiều nước. Dạ, anh làm dạng lẩu nhiều nước thì sẽ khác. Khi nó sệt, em ăn là dạng sệt. Dạ. Thắng cố sệt thì chỉ kia một bát làm no. Dạ, dạ. Này có một tô mèn mén nha. Mà phải uống lại biết cả mèn mén. Hồi nãy là em ở dưới rất là không phục bởi vì anh Giang cái gì anh cũng biết luôn, khỏi phải thuyết minh. Bởi vì sáng kêu kể mấy món tây bắc đâu dám kể đâu. Kêu múa rìu qua mắt thợ nữa mệt. Ngon anh Thuận? Ổn không rồi nha. Nó lạ lạ. Thắng sư đáng. Anh có ăn món này lần đầu tiên luôn á. Thành nói vậy anh Thành. Bây giờ em thấy có lỗi quá, em nhường cái cho bạn em ăn cái được. Bây giờ tụi em múc cho. Chơi thôi. Lột chương trình thôi. Anh Giang kìa, anh Giang hỏi anh Giang kìa. Em thử hính cái được không? Đã đi. Em muốn ăn không? Anh nhường phần của anh cho em. Không, một câu gì đàng hoàng, một câu gì mà... Cái đó gọi là ăn giật thì mày ta hính. Hính kìa. Không, anh em vừa ăn. Một câu thả thính đàng hoàng đi anh Giang cho kìa. Câu thả thính đàng hoàng kìa. Câu thả thính đàng hoàng đi. Phải đạt chuẩn cơ. Đúng rồi. Nó phải đủ độ lãng mạn. Nè, nếu em không ăn cùng thì nghĩa lý gì anh phải ăn những cái thứ này. Đó. Ví dụ vậy đúng không? Lại nè, lại nè, lại nè, nghe không? Nè, nghe anh, nghe tôi thính, thả thính nè. Đây. Ăn thắng cố là anh nhớ em ngân à. Vì nhìn em giống bà cố của anh. Ủa vậy? Thôi là thả cho em đấy. Lộn. May mà anh Thuận lấy vợ rồi ấy, không là căng. Nghe chưa? May là anh lấy vợ rồi, không là căng. Đâu? Chưa nghĩ gì? Nè, thắng cố phải có ngựa vào. Vi không cùng gấp thì đời nào anh ăn. Giang ca ơi, hay quá Giang ca ơi. Bây giờ muốn có một câu hỏi nữa không? Tiếp nè, đã chơi thì phải chọi cầu. Đừng anh ơi. Cầu văng vô mặt. Tình đầu đi tông. Ôi trời ơi. Ông nói là cầu văng vô mập, tình đầu đi tông. Hay. Đã nấu giỏi. Mà gồm duyên dáng nữa. Duyên dáng hài hước nữa. Vì ăn bây giờ không phải như ăn hồi xưa đâu. Rồi ăn cơm, ăn đi. Không, cái bữa ăn nó phải vui vẻ. Tại vì nó là tạo ra sự kết nối các thành phần, các với nhau không? Anh em, cha mẹ, thực khách. Thực khách mà đi ăn không chỉ là ngon, không chỉ là cái view thôi, mà phải tạo cho họ bầu không khí ăn uống nữa. Chứ không phải dễ dàng người ta đến quán mình đâu, chua chát lắm. Đấy, tâm sự của... Tâm sự của những người làm FB chua chát lắm. Ngày hôm nay cảm ơn anh đã đến với chương trình để mang tới nhiều món ăn ngon và mang theo cái tình yêu của ảnh dành cho đoàn Tây Bắc. Mở quán ăn mà không có tình yêu với cái món của mình là trước sau dùng đóng cửa thôi. Dạ. Không, nhưng mà thực sự em là người chưa lên Tây Bắc bao giờ. Ôi, và nói thiệt không đi đi. Là em hình như nếu mà ngoài cái trâu gác bếp này, nếu mà giống như em đã từng ăn thôi, giống như người ta cho miếng ăn thôi, nhưng mà em cũng không biết đó là món ở vùng nào. Nhưng mà hồi nãy khi mà xem những cái clip, những đồ ăn ở đây, cảm giác đúng kiểu là giống như em với Gia Gia đều nói là nhất định là tụi em phải đến ăn một lần. Dạ, yeah, Tây Bắc. Em đưa lên Tây Bắc ăn luôn anh. Hả? Em đưa lên cái quán Tây Bắc của anh. Đến luôn. Quán khác. Để lấy cái không khí vậy. Anh nói em lại sai nữa đúng không? Vì nó là em chưa đi Tây Bắc. Anh qua mà, hù đá. Vì nó là em chưa bao giờ đi Tây Bắc. Em nói liền, Tây Bắc nghĩa địa gì? Chỉ cần em thích, anh sẵn sàng đi Tây Trúc, Thỉnh Kinh. Dù vậy, sao á. Hoặc là anh sẽ là người đi em đi. Hả? Thôi, cảm ơn một lần nữa và chúc cho quán mình mua may bán đắt. Và hy vọng sắp tới mình sẽ gặp lại để ăn nhiều món khác nữa. Dạ. À, hẹn gặp lại mọi người ở quán Sứ Mù. Sứ Mù. Sứ Mù. Cảm ơn.